Đứa em tôi là Thái Phương Hạnh, là cái ngày mất là không có tôi. Vì hôm nay tôi sẽ ca 12 cấp Phương Hoàng, khóc cười quá cố. Dạ cảm ơn rất nhiều. Thằng ơi anh biết nói làm sao vậy, đây là ba nén cầm thương. Anh vẫn lỡ người quan tổ, hồn em có linh thiêng vậy đây. Cảm ơn nhiều, rất nhiều căn phòng của anh em nha. Hết sức tuyệt vời, cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ Khu Hạnh.